Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình là chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình, các bạn có thể là lên YouTube nhá. Đây, các bạn có thể là lên YouTube này. Đấy. Các bạn muốn mua một chiếc điện thoại cũ ấy, các bạn có thể lên YouTube thì các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV nhá. Đấy, các bạn gõ là Triệu Phú TV. Đấy, TV. Đấy, các bạn cách ra kênh của mình, các bạn kích vào đăng ký kênh. Đấy, kích vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Thì hàng tối thì mình sẽ phát livestream bán điện thoại thì các bạn sẽ là người xem và mua những sản phẩm mà ưng nhất và rẻ nhất đầu tiên các bạn nhé. Đấy ạ. Và hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thì mình sẽ level và giới thiệu các bạn luôn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình về được con này là con VinMart, con này là Joy 2 cộng các bạn nhé. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy ạ. Đấy. VinMart Joy 2 cộng, VinMart Joy 2 cộng thì là con này thì là màn hình rất là cực lớn, tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Phiên bản con này là Joy 2 cộng, con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Con này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Ngoại hình thì cũng khá là ok các bạn nhé. Đấy, còn 90% các bạn ạ, con VinMart Joy 2 cộng này ạ. Con VinMart Joy 2 cộng này, tình trạng hôm nay thì là khách có là kiểu là kiểu khách người ta đánh rơi ấy. Đánh rơi bị nẻ cái kính cái màn hình này. Đấy. Đánh rơi là nẻ kính màn hình này. Đấy, nẻ dính nẻ kính màn hình này. Thì con này thì tình trạng thì là sóng nên nó hơi bị kẹt một chút nhá. Đấy. Nẻ kính màn hình. Thì là con này thì là sóng thì là hơi kẹt một chút. Thì nẻ kính màn hình này. Con này thì là sóng thì hơi bị kẹt một chút nhá. Sóng nghe gọi thì nó hơi kẹt một chút. Tất cả chức năng thì bình thường, nghe gọi bình thường. Còn VinMart Joy 2 cộng này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 900k nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 900k VinMart Joy 2 cộng này ạ. Đấy, VinMart Joy 2 cộng 900k. Bạn nào thích sản phẩm VinMart Joy 2 cộng này, các bạn thì hàng liền sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo. Và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để mua bán, giao lưu và trao đổi và cũ mới. Và ở xa bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chuyển khoản sau thì mình sẽ khoản sau thì các bạn phải cọc cho mình trước là 50k, 100k và 200k tiền phí ship các bạn nhé. VinMart Joy 2 cộng, tình trạng nứt kính màn hình và sóng thì hơi bị kém một chút. Sóng nghe gọi nhá, hơi kém một chút. Bên mình đang bán các bạn với giá là 900k. Thì nói chung là những cái sản phẩm này các bạn vẫn còn nguyên máy, vẫn còn nguyên chiếc, các bạn đi bảo hành rất ok. Các bạn có thể là bạn nào thích mà dùng máy ổn định, các bạn có thể là ra trung tâm bảo hành của VinMart. Các bạn đi bảo hành rất ok, VinMart họ đổi main mới luôn cho các bạn. Đấy. Tại vì nhà mình thì mình không sửa chữa. Mình nhập như thế nào của khách thì mình bán cho bạn luôn. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗ đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng. Nên các bạn mua bên mình thì yên tâm. Đấy, VinMart Joy cộng 900k các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được con này là con Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì hôm nay mình vừa cũng lại thâu lại con này của khách. Con này là bản công ty, 2 sim, 2 sóng. Pin con này là pin 3K6. RAM thì là RAM 3GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Con Z7 Pro này đấy. Con này là bản công ty 2 sim này. Màn thì hình thì là 5,5 inch. Con này thì là khách đã thay mình màn hình OLED loại 2, loại xịn nhé. Đấy. Con này thì là khách cũng có báo với mình là thay màn hình OLED loại 2, loại xịn ạ. Z7 Pro con này là thay màn hình OLED loại 2, loại xịn. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,4 triệu nha các bạn nhé. 1,4 triệu đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro màn OLED loại xịn này, các bạn nhớ hàng mình sớm nhất nhé. Bên mình đang đây. Mình có, bên mình sẽ chỉ thanh lý các bạn vì giá là 1,4 triệu thôi các bạn nhé. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc em nhỏ rất là ok. Đấy, Z7 Pro lúc thời điểm mới ra là 6,9 triệu cơ. Bây giờ chỉ còn giá là 1,4 triệu thôi, rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhé. Mình sẽ tiếp con này. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với con này là chiếc Oppo A57 các bạn nhé. Này. Thì hôm nay thì bên mình lại về là con Oppo A57 này. Con này là phiên bản là RAM 3GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Con A57 này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB đấy ạ.
đấy, còn Oppo A57 đấy, RAM 3, bộ nhớ trong là 32GB. Oppo A57 đấy. Con này thì là ngoại hình cũng còn vỏ phẩy phẩy, còn độ 85% các bạn nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý mọi giá là 1.200.000. Còn Oppo A57 đấy ạ, 1.200.000 nhé, chứ phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A57 này các bạn nhé, hàng liền sớm nhất nhá. Đấy, con này là 1.200.000, vỏ không có cũ vẩy theo thời gian các bạn nhé. Oppo A57 này có nút home và hai nút đa nhiệm rất là ok. RAM 3GB nhé các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được là Note 5 nhé, Samsung Note 5 thì hôm nay nhà mình về tiếp tục được là Note 5 thì hôm nay nhà mình về được Note 5 thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về tiếp tục 3 cây hay sao? 3 cây Note 5 các bạn nhé. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được 3 cây Note 5. Cây này thì màu gold. Mình sẽ xem bản này là bản bao nhiêu ghi các bạn nhé. Đấy. Cây này màu gold. Còn màu hồng thì mặc định cũng nào hay 64GB lắm. Màu hồng với màu này thì lai 32 này. Màu hồng nó hay là 64. Hôm nay buổi tối ngày hôm nay về là 3 cây này. Đây. Đấy. Note 5. Note 5 thì hôm nay bên mình đã về được tất cả là 3 cây nhá. Đấy. Một cây màu hồng này, một cây vào màu xanh đen và một cây màu gold nhá. Note 5 này thì là phiên bản của nó là hai con này thì là phiên bản là RAM 4GB này. Bộ nhớ trong là 32GB. Còn này con này là Note 5 màu hồng này, con này là phiên bản là RAM, con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Hôm nay thì bên mình lại về được con này. Đấy. Thì là 3 cây Note 5 của mình là 3 cây màn hình là tất cả màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Màn hình con này thì là màn hình là tràn viền. Tràn viền là 5.7 inch nhá. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đây các bạn xem phim, nghe nhạc, quay video rất ok đấy. Nói chung là cực kỳ là sắc năng, sắc nét luôn. To càng càng. Note 5 thì thấy đầu rất là to ạ. Đây là camera cực kỳ là sắc nét. Đây Note 5 này. Đấy. Cây màu hồng này thì là ngoại hình thì còn 90% các bạn nhé. Con Note 5 màu hồng này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.200.000, bản 64GB nhé. Và hai con này thì là sẽ là bản coi như là bản 32GB, thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng. Con này là màu xanh đen và con này là màu gold. Đấy, Note 5 thì có hỗ trợ cái bút này, các bạn mua về cho các em nhỏ mà vẽ viết hay là đi học, nói chung học online rất ok, vẽ viết rất ok. Nó nằm mình hỗ trợ bút dùng rất thường nhé. Đấy, bên mình đang bán cho bạn giá là 2 triệu đồng nó nằm các bạn nhá. Và con này là bản 64GB là 2.2 triệu nhá. Đấy. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ nên là các bạn, và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, nên là các bạn ưng sản phẩm nào bên mình các bạn lướt qua kênh của mình các bạn xem và nhấc máy liên hệ trực tiếp mình để đặt hàng nhé. Ưu tiên là các bạn liên hệ trước, tại vì nhiều khi mình Zalo mình không trả lời kịp thì mong các bạn thông cảm. Thì là năm 2020 thì nhiều bạn có hỏi mình là nên mua hàng online hay không, thì theo lời khuyên của mình thì các bạn nên đi mua hàng online. Tại vì mua hàng online thì lợi thế rất là nhiều. Tại vì các bạn mua hàng online ấy, thì các bạn lướt qua shop mình thấy giá mình ok, hoặc lướt qua shop khác thấy giá ok, thì các bạn thể là mua shop khác cũng rất là ok nhé. Tại vì mua hàng online lợi cực kỳ là nhiều luôn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được là Note 8 này. Đấy. Hôm nay bên mình lại về tiếp tục được Note 8 nhé. Đấy. Note 8 thì mình lại về tiếp tục được 4 cây Note 8 này. Buổi tối ngày hôm nay mình về tiếp tục 4 cây Note 8. Thì là Note 8 thì mình cũng nói sơ cua qua về cấu hình con này. Thì bọn này của nó là màn hình nó là tràn viền. Màn hình là tràn viền 6.3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đấy. Các bạn cho hình ảnh này, quay camera cực kỳ là sắc nét. Phiên bản của nó là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Tất cả 4 cây này của nhà mình đều là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng, 4 bản tất cả đều bản Hàn. Bản Hàn thì mình đã lên 2 SIM rồi, các bạn về là chỉ dùng ok nhé. Đấy, gần các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và bên mình thì có nhận là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Ví dụ các bạn nào muốn đổi sản phẩm này, các bạn gửi lên trực tiếp mình thì mình sẽ đổi điện thoại cho bạn nhé. Đấy, 4 cây này. Đấy, thì là bốn cái này của nhà mình đều màn hình đẹp nhé, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Bốn cái này của nhà mình tất cả là màn hình đẹp nhé, không ám ố hay không lưu ảnh gì, nói chung là tất cả màn đẹp.
Nói chung là mình chọn toàn màn đẹp để mình bán cho bạn cho nó dễ. Đấy. 4 cây ạ, màn hình đẹp, không ảm bố, không được ảnh. Toàn là màn đẹp sáng nhá. Đấy, lót 8 đấy ạ. Con này máy màu xanh rất đẹp. Đây là khay sim nhá, mình bỏ ra ngoài thôi. Cái khay sim. Đấy, mình toàn bỏ khay sim ra ngoài. Khay sim toàn bỏ ra ngoài. Đấy, khay sim bỏ ra ngoài rồi nhá. Đấy. Ngoại hình thì là máy còn 90/90%. Thì là con này thì là hỗ trợ rất tính năng rất là nhiều. Thì con này thì nó chạy chip bọn hai bài Hàn thì là chạy chip Exynos nhá. 8910 nhá, chip Exynos 8910. Thì là đây ạ. À, mở khóa khuôn mặt thì có rất nhiều tính năng. Đây ạ, à, mở khóa khuôn mặt thì có này là có 3 tính năng nhá. Các bạn có thể là khuôn mặt này, mống mắt và vân tay nhá. Mở khóa rất nhiều tính năng. Đấy. Thì sản phẩm Samsung Note 8 này của nhà mình thì là bên mình đang bán cho bạn giá là 4.750.000 nhé. Đấy, bên mình đang bán cho bạn giá là 4 cây này là 4.750.000 của Note 8 đấy ạ. Đấy, nhà mình đều có một đen này, hai xanh và một gold nhá. 4.750.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 Hàn Quốc hai sim hai sóng này, các bạn đi hàng là sớm nhất nhá. Hoặc là các bạn muốn đổi giao lưu máy nào thì các bạn mình bên mình thì có nhận giao lưu. Các bạn nào mà thích có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu trực tiếp cũng được, ok nhá. Mình lúc nào cũng chào đón các bạn. Đấy, Note 8 đấy ạ. Note 8 mà thì là 4.750.000 các bạn nhá. Đấy, mình sẽ tạm thời là bỏ ra bên này để mình sẽ lên nhiều sản phẩm khác. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu với các bạn là chiếc con này là chiếc gì nhỉ? Con này là chiếc Oppo F5 này, Oppo F5. Này mình sẽ giới thiệu qua con này là Oppo F5 này ạ. Oppo F5 thì con này là phiên bản là nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB ạ. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Con Oppo F5 này, đấy, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.700.000 các bạn nhé. 1.700.000. Ngoại hình con này thì còn độ 90% nhá. Ngoại hình con này thì còn 90%. Oppo F5 này 1.700.000 cho phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, nói chung là Oppo thì cũng khá là ok và khá là bền, các bạn mua Oppo dùng rất là thích nhé. 1.700.000 cho các bạn Oppo F5 màu đen này các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình lại về tiếp tục được 3 cây, con này là 3 cây A8 2018 đấy ạ. Đấy. Buổi tối ngày hôm nay mình lại về tiếp tục được 3 cây Samsung A8 2018. Cái cây này thì có khách đang hỏi nhé. Thôi được, mình sẽ bỏ thẳng cái này, bạn 2 cây thôi. Đây, thế nhà mình hôm nay thì còn 2 cây, cây kia khách thì vừa hỏi xong thì mình cũng quên, mình bỏ ra mất. Đây, A8 2018 thì hôm nay thì mình về được 2 cây. Một cây màu gold này và một cây màu xanh. Đấy, A8 2018 thì hai cây này của nhà mình đều là bản Hàn nhé, bản Hàn một sim nhá. Hai cây Samsung A8 2018 này bên mình là bản Hàn một sim. Cấu hình là RAM con này là RAM 4GB, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Máy màu xanh rất là đẹp nhé. Ngoại hình con này thì còn 90/90%. Đấy. Lưng con này thì hơi phải tí thôi. Máy cũ rồi thì không thể tránh được các bạn nhé. A8 2018 đấy ạ. Và sản phẩm Samsung A8 2018 này thì là màn hình con này là màn hình Sumo OLED. Màn hình của nó là Full HD cộng nhá. RAM 4 bộ nhớ 32GB. A8 2018 dùng rất là sướng, rất là phê, camera cực kỳ là sắc nét đấy. Quá là nét và trong luôn. Và con Samsung A8 2018 này thì bên mình đang thanh lý cho các bạn với giá là 2.400.000 một con nhá. 2.400.000 nhá các bạn nhá. RAM 4 bộ nhớ 32GB. Các bạn dùng cực kỳ là sướng và là phê luôn các bạn nhé. A8 2018 2.400.000 các bạn nhé. Bán rồi. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được con này, con LG G7. LG G7 thì hôm nay nhà mình lại về được con này. Đấy, LG G7 đấy ạ. LG G7 này của nhà mình thì nó là màn hình nó là 6.1 inch nhé. Độ phân giải màn hình con này là 2K nhá. LG G7 thì màn hình độ phân giải của nó, độ phân giải là 2K.
cấu hình con LG G7 này thì là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. Con LG G7 đấy. Con này thì là bản hàng một SIM. LG G7 này đều là bản hàng một SIM nhé. Đấy, LG G7 bản hàng một SIM. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, máy màu xanh đẹp leng keng xà beng đấy ạ. Máy màu xanh đẹp leng keng xà beng đấy ạ. LG G7 đấy ạ. Máy đẹp leng keng luôn. Bọn LG G7 này có nhà mình thì là máy hàn thì có hỗ trợ là ví dụ các bạn mà nghe nhạc ấy thì là có hỗ trợ là cái loa âm thanh này, có hỗ trợ cái loa âm thanh các bạn nghe nhạc cực kỳ là hay. Và con này thì là máy con zin áp suất nhá. Đấy, máy con zin áp suất. Con LG G7 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.200.000 nhá. 3.200.000 con LG G7 Hàn Quốc này, một SIM, hỗ trợ là chip âm thanh, các bạn nghe nhạc cực kỳ là phê luôn. Mình sẽ mở nhạc cho các bạn nghe luôn. Đấy. Đây mình sẽ kết nối wifi. Mình sẽ kết nối wifi cho các bạn nghe nhạc nhé. Các bạn màn hình 2K, các bạn xem phim 4K thì khá là ok. Đấy. Mạng hôm nay thì hơi chậm một chút. Mạng nhà mình hôm nay thì nó hơi chậm một chút các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình chuyển rồi đấy. Và xong là mình các bạn vào nghe nhạc thì ok luôn. Đấy, đây. Hỗ trợ chip âm thanh loa ngoài, các bạn nghe nhạc cực kỳ là phê. Đấy, các bạn nghe nhạc thì cực kỳ là phê các bạn nhé. Nói chung là LG G7 dùng sướng. Đấy. Đấy, nghe nhạc thì các bạn khỏi phải chê luôn. Nói chung là dòng LG các bạn khỏi nghe nhạc khỏi chê luôn. Lại mới nhất là máy Hàn Quốc zin áp suất nữa. Các bạn đi mưa đi gió cực kỳ là ok. Bên mình đang bán giá là 3.200.000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 thì các bạn đi hàng mình sớm nhất. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được con này là con Samsung S8 nhé. S8 nhỏ thì hôm nay nhà mình vừa về con này xong, con này thì là khay SIM nhé. Chết, mình để khay SIM nó mất rồi. Đây là, chỗ này là khay SIM các bạn nhé. Đấy, con này là Samsung S8 thì hôm nay nhà mình vừa mới về là con này xong. Đấy. Samsung S8 đấy. Samsung S8 thì con này là bản hàn 2 SIM 2 sóng. Con Samsung S8 này, con này là bản hàn 2 SIM 2 sóng. Màn hình con này là màn hình là tràn viền 5.8 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Cấu hình con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy. Con S8 này thì của mình, bên mình là bàn màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Thì là ngoại hình con này thì còn 90% các bạn. Ngoại hình con này còn 90%. Đấy. Con này thì là gì nhỉ? Mặt lưng của nó thì hơi phẩy một chút nhá. Mặt lưng của nó thì hơi phẩy một chút thôi. Đấy. Này. Mặt lưng với màn hơi phẩy một tí thôi. Kiểu người khách người ta dùng ấy thì cũng không thể tránh được cái phẩy một tí nhá. Con S8 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là, đây thì mình sẽ nói sơ qua quả đây. Thì con này thì mình giá thì mình sẽ nói sau. Và mở khóa thì có rất nhiều tính năng này. Mở khóa con này thì nhà mình thì có là cũng khuôn mặt, mống mắt và vân tay nhá. Đấy, camera S8 cực kỳ là sắc nét luôn. Màn hình 2K dùng rất là thích. Các bạn mua về tặng bà xã người yêu rất là tuyệt vời. Con này thì nó nhỏ gọn, không to quá mà không nhỏ quá, dùng rất là chắc tay. Màn hình cong này dùng rất là thích nhá. Con S8 này thì là giá mình sẽ bán cho bạn giá là 3.700.000 nhá. Con này thì mình sẽ bán cho bạn giá là 3.700.000. Mặt kính con này thì là khách dùng thì hơi phẩy một tí nhá. Đấy, 3.700.000 các bạn nhá, S8 đấy ạ. Màn hình đẹp, không ám ố, không lưu ảnh gì. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 đấy các bạn, nhà hàng mình sớm nhất. Con này là bản hàn 2 SIM 2 sóng các bạn nhá. Đấy, S8 thì nổi giò rất là to, rất là sướng ạ. Nhiều lắm. Bỏ ra đây cho vào nốt chủ bạn nhé. Ui dồi, toàn điện thoại giá rẻ luôn. Mình mẫu giá rẻ giới thiệu luôn cho bạn này.
Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về thì con này là con gì, là Samsung, con này là Samsung M10. Mình lại sẽ xem con này Samsung gì, mình quên mất tên rồi. Mình mới à con này là Samsung M10. Mình sẽ xem cái cấu hình con này là bao nhiêu GB các bạn nhé. Con này là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB nhé. Con này của nó là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB con M10 này. M10 này thì là màn hình của con này là 6 inch, hơn 6 inch. Pin thì là gần 4.000 các bạn nhé. Con M10 thì là ngoại hình con này thì còn 90/90%. Đấy ạ. Con M10 này thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 1.600.000. Đây. Máy zin đét nguyên bản luôn. Con M10 hai camera, một đèn flash. Có hỗ trợ cho các bạn coi như là camera rất là sắc nét này. Đấy, con M10 này. M10 rất là đẹp nhá. 1.600.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung M10 này các bạn thì hàng được sớm nhất nhá. Đây M10 đây ạ. 1.600.000 cho các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về là con này là con Samsung Z4 Plus. Z4 Plus thì là con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Con Z4 Plus thì là màn hình con này thì là màn hình nó là 6 inch. Đây ngoại hình con này thì còn độ 85-90% các bạn nhé. Đây con Z4 Plus đấy ạ. Thì con Z4 cộng này thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 1.500.000 các bạn nhé. Con Z4 Plus này là 1.500.000. Pin con này thì nó thật với các bạn là quá là trâu bò luôn. Con Z4 Plus này thì là 1.500.000 nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về con Oppo A3s này. Đấy, con A3s này thì cũng giá sẽ mong đợi cho các bạn luôn. Con A3s này thì là tình trạng của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Đấy. Con này thì là gì nhỉ? RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.4 triệu nhé, con Oppo A3s này. Thì là ngoại hình con này thì còn 85-90%, vỏ cũng phải theo thời gian đấy. Thế tình trạng thì con này thì nó là màn hình đẹp bình thường, nó chỉ bị sứt một tí tí này. Đó, sứt một tí tí này thôi. Đấy, trên đầu này thôi này. Nhưng mà được cái là máy zin nguyên bản. Con này thì mình sẽ thanh lý mọi giá là 1.4 triệu nhé, con Oppo A3s này, 1.4 triệu cho các bạn nhé. Đó, để máy zin, tại vì bên mình thì không sửa chữa mà. Thì vì mình cứ nhập khách như nào thì mình sẽ xả luôn cho bạn để cho nó nhanh. Đấy, còn bạn nào muốn đẹp thì về có thể tu, nhưng mà chỗ này nó không ảnh hưởng tí tí thôi. 1.4 triệu thôi các bạn nhé, con Oppo A3s này. Thì là màn hình con này thì là màn hình con này là 6 inch, hơn 6 inch. Tràn viền hơn 6 inch. Thì là pin con này thì là pin hơn 4.000 các bạn nhé. Hơn 4.000 các bạn dùng thì khỏi phải chê luôn. Thao hồ lướt game, thao hồ nghe nhạc. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Vivo Y91C này. Đấy. Vivo Y91C thì mình sẽ xem các bạn là RAM và bộ nhớ, RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Đấy, con Vivo Y91C này thì là pin hơn 4.000, hơn 4.000. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 6 inch, hơn 6 inch. Đây. Ngoại hình thì con này thì là con màu đỏ đỏ hồng hồng này. Thì là ngoại hình con này thì còn độ 90/90%. Máy đẹp leng keng xà beng. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.750.000 các bạn nhé. Con Vivo Y91C này là 1.750.000. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ. Giá chỉ từ hơn 1.000.000 thôi các bạn. Nhanh tay đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Đấy. 1.750.000 cho các bạn nhé. Và thì bây giờ thì cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm của mình các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo thì các bạn mỗi tối mình sẽ ra clip điện thoại cũ giá rẻ cho mọi người xem đầu tiên. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.